xin chào tất cả các bạn có một số bạn hỏi mình là những cái vỉ mạch của những cái tv crt cũ thì có thể tận dụng được những cái gì hay không thì hôm nay mình sẽ xin trả lời các bạn là vỉ tv của những loại tv cổ thì có thể tận dụng được rất là nhiều thứ nha các bạn chúng ta có thể lấy được rất là nhiều thứ ở trên cái vỉ mạch này đó chính là các linh kiện như ở đây mình có một cái vỉ mạch của một chiếc TV CRT của hãng Toshiba 29 inch. TV này phải nói là xuất hiện cũng khá là lâu rồi các bạn. Nói chung là cũng phải đến tầm khoảng hơn chục năm nay rồi. Thì cách đây hơn chục năm nay thì những chiếc TV CRT nói chung nó trở thành một cái huyền thoại. Nó rất là phổ biến cách đây tầm khoảng hơn 10 năm nha các bạn hầu như gia đình nào cũng có một chiếc tv crt để xem trong gia đình nhưng mà tính đến thời điểm hiện nay thì những cái tv crt đấy bây giờ rất là hiếm các bạn ạ hầu như bây giờ người ta không sử dụng đến những cái loại tv crt nữa nên những cái tv crt đấy được loại bỏ và vứt đi rất là nhiều và mình muốn chia sẻ tới bạn một cái cách là các bạn sẽ tận dụng những cái vỉ này và các bạn sẽ lấy được những cái linh kiện rất là hay luôn các bạn để lấy được những cái linh kiện này thì các bạn cần cho mình một cái mỏ hàn nóng và các bạn hút từng chân linh kiện của các bạn tháo ra hoặc là các bạn có máy nướng thì các bạn có thể nướng cái vỉ này vào rút được những cái linh kiện ra chúng ta có thể tận dụng những cái linh kiện này trong ngành sửa chữa bây giờ thì mình sẽ tháo tất cả những cái linh kiện một số linh kiện và mình sẽ cho các bạn xem những cái linh kiện mình đã tháo được nó giá trị như thế nào nhé ở cái tivi này sau khi mình đã tháo ra đây các bạn có một đống linh kiện như thế này thì mình đã tận dụng và mình lấy được một cái biến áp sung cái biến áp sung này kích thước khá là lớn đó các bạn cái biến áp sung này nó được làm bằng nõi ferraris và được cuốn dây đồng Đây là biến áp sung để cấp nguồn điện cho cái TV CRT ngày xưa Thì cái biến áp sung này các bạn có thể tháo ra và các bạn tận dụng Các bạn sẽ gỡ hết những cái dây đồng này ra Và các bạn sẽ chế một cái kích điện, inverter hoặc là một cái máy biến tần Từ cái biến áp sung này rất là tốt nha các bạn Cái biến áp sung này nói chung là bây giờ kiếm cũng rất là khó đó các bạn với một cái biến áp sung to như thế này Chúng ta có thể chế một cái kích điện từ 12 lên đến 220V Rất là ok luôn các bạn Và rất là khỏe và mạnh luôn các bạn ạ Và những cái máy biến áp sung này ngày xưa ấy các bạn Thì cái chất lượng của nó rất là tốt các bạn ạ Và mình sẽ cho các bạn xem một thứ nữa Mà các bạn có thể kiếm được ở đây Đó chính là một con tụ điện Con tụ điện này trông nó bẩn vậy thôi các bạn Mình sẽ lấy cái vải mình lau cho các bạn xem nhé và các bạn có thể quan sát thấy cái con tụ điện này có thông số tầm khoảng 450V, 560 microfarad. Các bạn có thể nhìn thấy cái con tụ điện này, các bạn có thể nhìn thấy chữ gì không? Con tụ điện này là của hãng uh, mát Matcom các bạn ạ. Đây là một trong những cái tụ điện rất là đình đám và sản xuất rất là nổi tiếng và hàng rất là xịn luôn các bạn của Nhật Bản sản xuất nha các bạn. Hãng Matcom. Bây giờ mà các bạn kiếm được cái con tụ mà của hãng Matcom như thế này nói chung là rất là hiếm luôn các bạn ạ. Mình để ý là chiếc TV CRT này, những cái con tụ điện hóa này đều sử dụng những cái con tụ điện của hãng Matcom nha các bạn. Những con tụ này hiện tại là rất là xịn luôn các bạn ạ và nó là rất là xịn sò so với những cái con tụ hiện đại ngày nay thì uh, hiện đại ngày nay thì mình thấy nó sản xuất kém chất lượng lắm các bạn đây các bạn thấy đây con tụ này là con tụ 200v 330 micro của hãng matcom rất là xịn sò luôn các bạn có trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật Bản ngày xưa người ta đã sản xuất Rồi mình sẽ lấy cho các bạn xem những con linh kiện khác mà mình đã tháo được. Đây nha các bạn. Những cái con điếu sung. Chân rất là to và mập các bạn ạ. Những cái con điếu sung này ấy, thì ngày trước người ta sản xuất ra chân nó được làm bằng đồng các bạn ạ. Đồng nguyên chất luôn nha các bạn. Rất là xịn sò. Và đây nha các bạn. Những cái con điện trở công suất. Hoặc là những con điện trở thường. Ngày xưa người ta làm rất là thô sơ và chân của nó thì các bạn có thể nhìn thấy chân được làm bằng đồng nguyên chất Rất là chân lượng và chân của nó rất là mập mạp các bạn ạ Những cái con điện trở như thế này Đấy Những cái con điện trở bây giờ người ta làm chân toàn bằng sắt không các bạn ạ Rất là nhanh hỏng So với những điện trở ngày xưa người ta đã làm Và đây là một cái con sò nha các bạn Con sò này thì các bạn có thể quan sát thấy Con sò này là con sò hãng nha các bạn Cũng rất là chân lượng con sau này thì uh, tên của gọi của nó là một con to Rất là xịn sò Mặt nưng là mặt nưng bằng đồng như các bạn rất là dày Đây như các bạn này Một con B688 Con này thì uh, thường xuất hiện rất là nhiều ở trong những cái âm ni Nhưng mà cái con này thì uh, mình nhìn thấy linh kiện của nó rất là chất lượng Cái mặt nưng của nó rất là dày luôn các bạn con này phải nói là bên trong nõi của nó rất là to mặt nâng rất là dày và làm bằng đồng nha các bạn linh kiện là hầu như của những cái loại linh uh, kiện bây giờ những con chân xe to bây giờ linh kiện làm kém chất lượng hơn rất là nhiều so với linh kiện ngày xưa nha các bạn chân của nó được làm bằng đồng 100 phần trăm luôn các bạn và mạ thiếc rất là chất lượng luôn các bạn ạ đây cũng là một con IC ổn áp con này hình như là một con IC ổn áp 12V đấy linh kiện rất là xịn sò chân được nằm bằng đồng rất là chân lượng luôn các bạn ạ mình sẽ cho các bạn xem một số cái linh kiện khác nữa nhá đây các bạn chờ một tí mình sẽ lấy một số con linh kiện khác cho các bạn xem đây một đống điện trở những cái con điện trở thông thường này của nó thì các bạn có thể quan sát thấy ví dụ ở đây có một con điện trở 5 ôm được làm chất liệu bọc xứ bên ngoài đây là điện trở thông thường nha các bạn điện trở này bây giờ các bạn tìm kiếm và các bạn mua hầu như là không có đâu các bạn những cái loại điện trở nhỏ như thế này 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 và những con điện trở tầm khoảng từ 1 cho tới 2 w chân được làm bằng đồng nguyên chất rất là xịn luôn các bạn ạ điện trở bây giờ hầu như mình thấy được làm chân bằng sắt không và linh kiện bây giờ sản xuất rất là kém đây cũng là một con trở công suất tầm khoảng 10 ôm 5 w Thì các bạn có thể thấy rất là quen thuộc Các bạn có thể thấy những cái logo của hãng người ta sản xuất Những con điện trở chất liệu là vỏ bọc bên ngoài bằng xứ như thế này Rất là chất lượng luôn các bạn Mình sẽ cho các bạn xem thêm một số loại linh kiện khác mình đã tháo ra Toàn những cái linh kiện tốt thôi các bạn ạ đây nha các bạn mình có tìm và mình tháo được một số cái loại Rene 12V Tức là loại Rene 12V Đó các bạn nhìn thấy đây Đây là Rene 12V để nó đóng và nó cấp nguồn điện cho các bạn Rất là thông dụng ở trong một số loại mạch điện tử Như cái loại Rene như các bạn nhìn, nhìn như thế này thôi Nhưng mà đây là một loại rất là xịn nha các bạn Của Nhật Bản sản xuất Đó những loại đến này bây giờ thì chắc chắc đã tốt bằng những cái loại đen này này đâu, này đâu các bạn. Nó thì có rất nhiều hình dáng luôn các bạn ạ. À. Đây cũng là một loại hình dáng của nó. Rất là xịn sò luôn các bạn ạ. À. Đây là một loại điện trở công suất tầm khoảng 10 W. Loại này thì chất liệu là bằng sứ. Đây cũng là một con tụ khác có dung lượng cao hơn. Mình sẽ lau hết những cái bụi bẩn bên ngoài cho các bạn xem nhé. Cũng của hãng Matcom các bạn ạ. Thông số của em nó là 25V 4700 microfarad. Đây các bạn. Và mình sẽ cho các bạn xem lại một con điện tụ điện khác. Con tụ này thì nó sẽ có một cái thông số là 63V 1000 microfarad của hãng Matcom. Rất là xịn luôn các bạn ạ. Ngoài ra thì mình có tìm thấy một số loại IC khuếch đại âm thanh, mình sẽ cho các bạn xem này. Đây là con IC khuếch đại âm thanh, nó làm nhiệm vụ là sẽ khuếch đại âm thanh lên để phát ra loa cho các bạn nghe nhạc cũng như là nghe những cái âm thanh trong trẻo của tivi ra Thì cái con IC khuếch đại âm thanh này các bạn có thể tận dụng chế được rất là nhiều thứ, các bạn sẽ chế tạo một cái mạch khuếch đại âm thanh để nghe nhạc cũng rất là hay luôn các bạn ạ. Và ở đây mình có tháo một cái flyback, tức là cục cao áp của tivi. Cục uh, cao áp playback tivi này thì uh, các bạn có thể uh, tận dụng cái nỗi ferrit của nó và các bạn cuốn dây và các bạn chế một cái kích điện từ 12 lên 220V rất là khỏe luôn các bạn ạ với những cái tivi ngày xưa thì người ta thường sử dụng những cái linh kiện rất là thô sơ nên nó rất là khỏe sử dụng từ 10 cho tới 15 năm chứ chắc nó đã hỏng so với những cái tivi hiện đại toàn sử dụng linh kiện SMD rất là kém chất lượng và rất là nhanh hỏng những cái tivi hiện đại bây giờ đó các bạn ngày hôm nay thì mình làm video để giải đáp thắc mắc của một số bạn gửi cho mình thì các bạn thấy những cái linh kiện của nó có thể tận dụng được rất là nhiều thứ nha các bạn các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.